get up if it's night. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Hôm nay em chia sẻ cho các bác một cái món rất là lạ miệng. Đó là món ruột ốc kho thịt. Thịt thì hôm nay em lựa cái miếng thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ ở chỗ em thì chỗ này em mua là tầm thịt ba chỉ hôm nay em mua là 45k, là 3 lạng rưỡi. Em cũng ướp hết gia vị ở đây. Chuyển sang cái nguyên liệu tiếp theo là ốc. Ốc thì ở chỗ em là 20k một ký. Đó, em cũng là sạch hết rồi đấy. Món này ăn rất là lạ miệng. Thôi em vào công việc nhá. Đầu tiên nha là các bác có thịt nhá. Đầu tiên là các bác cho ốc vào nữa. Ốc. Món này là chỉ lấy cái bước chế biến gọi là ốc thôi.
Nhưng là gần tí nhá các bác muốn màu đẹp ấy thì các bác cho ít chả đắng vào. Chả đắng ở miền Bắc còn ở trong miền Nam còn là nước màu đấy các bác. Thôi cho ít thôi, màu nó đẹp. Các bác như bật lửa riu thôi. À, tiếp theo là các bác cho ốc vào nhá. Cái thịt của em nó cũng gần chín đấy. Rồi các bác cho hết ốc vào. Rồi các bác đun trong vòng tầm 2-3 phút nữa là xong đấy. Nên nếm gia vị. Mặn hay là nhạt? Tại cái ốc này là em cũng lúc chế biến là lúc mình luộc lên là cũng nó cũng gần chín rồi đấy. Nên là cái này mình đun trong vòng tầm 2 hoặc là đến 5 phút đi. Ít là chanh nên là đẹp. Thôi bây giờ em thử thức đây.
món này làm món hạt cốc liệu cũng được nhé các bạn. Ăn rất là lạ miệng, trời mà xe lạnh thì ăn cái món này thì ngon phải biết. Đó. Tuy làm được kịch đấy nhưng mà đó là chúng ta có một món lạ miệng rất là ngon. Đây, em cũng xin phép các bác là em cũng là chén cơm đây. Ăn cơm cho lành các bạn ạ. Các bạn các bác nhé. Vợ em cũng tranh thủ làm canh rau muống mùng tơi. Ăn rất là ngon. Hao cơm vẫn nấu. Này các bạn, rất là ngon các bạn. Thôi, em xin phép là dừng kết thúc video tới đây. Em chào các anh nhé, video của em tới đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn, anh chị mà thấy video em hay, hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh em, để em có động lực làm những video tiếp theo hay hơn. Em xin hết, bye bye.